Marco Mobile chào anh em. Sẽ tiếp tục cái series bypass. Hôm trước mình có hướng dẫn anh em bypass con Pixel Android 10, 11. Giờ đến con 12. Đây là Facebook của mình anh em nhé. Trong trường hợp anh em có gì thắc mắc thì alo mình. Đấy. Mình biết gì mình sẽ hướng dẫn chi tiết một phần. Đây, cái con 11 anh em làm như này đúng không? Ấn một cái SIM lock vào. Nó sẽ bắt nhập mã pin này. Đó, anh em tắt màn hình. Đó, anh em thông cảm tí mình tự quay phải cho cái chân hơi vô duyên vào. Đấy, anh em tháo cái SIM ra. Thì ở cái đời Android thấp hơn, đây cái chỗ này này, nó sẽ hiện ra cái thông báo như thế này. Anh em ấn xuống nó có chữ manager để ấn vào đấy, có thể vào sâu bên trong hoặc là giữ chặt nó hiện ra chữ manager, nhưng đến đời này thì nó hết rồi. Nó không còn như thế nữa. Thế thì mình vào trong thế nào? Đơn giản lắm anh em nhé. Mình tắt màn này, mình bật lên. Ấn cái SIM lock này. Rồi, mình tắt màn. Đó, mình sẽ chọc cái SIM lock ra. Đấy. Chọc cái SIM lock ra. Bật lên, nó có cái thông báo này. Đừng ấn vào nó nha anh em, vuốt thanh thanh này xuống. Đây gọi là cái thao tác làm thủ công ấy. Anh em cứ vuốt xuống, cứ nhớ là vuốt xuống không được nhá. Lại tắt đi. Thế nào là được? Khi anh em vuốt vào nó xuống hết tất cả những cái thanh thông báo, những cái phím icon tắt này này thì là được. Đấy. Cứ ngồi vuốt thôi. Đừng cứ ấn tắt màn xong lại tắt màn, bật lên lại vuốt. Nó hơi mất công một tí. Nhớ là đừng vuốt xuống là đừng vuốt lên nhé, vuốt lên lại phải thao tác nhét SIM lại. Đấy. Anh em vuốt một lúc, đừng làm nhé, cứ tắt màn vuốt không được. Không, đây như này là được, xuống đến như này là được. Không được lại tắt màn vuốt. Đấy. Sau khi xuống đến như này rồi anh em ấn vào cái tùy chỉnh cài đặt. Ông nào nghĩ ra được cái này cũng tài thật. Vào cái store nhé, file đấy. Em giữ để cho nó lên phím tắt lên trên. Rồi, sau đó mình ấn back. Back một phát thôi nhé, back hai phát lại mất công làm lại. Đấy, bây giờ mình có thể vào store rồi. Đấy. Sau khi vào được store thì mình ấn vào Help and Feedback. Ở đây mình có chữ YouTube. Y viết hoa anh em nhé. YouTube. Đấy. Ấn vào cái dòng Google in Hindi nhé. Đấy, nó sẽ nhảy ra cái này. À, kỳ diệu chưa? Đây. Ở một số phiên bản cũ thì nó có chữ Watch Later. Mình ấn vào đấy. Bây giờ không có, không sao. Mình cứ ấn vào đây. Ấn vào xem. Ấn vào cái này. Rồi. Để dễ dàng cho anh em thì mình đã làm luôn ở đây. Anh em gõ kênh của mình nhé. Maruko Mobile. Maruko. Rồi. Thương tình mình thì ấn vào subscribe của mình. Còn không thì anh em cứ vào thẳng kênh thôi. Đấy. Anh em vào cái clip How to Unlock này. Trong phần giới thiệu của mình. Đấy, mình có để sẵn cái trang, anh em chỉ ấn vào cái trang đấy. Cái nguyên tắc của hãng nào mình không biết, nhưng của cái hãng Google này, bypass là anh em cứ vào được phần setting là được. Và đây này, vào cái trang này, giống như anh em nhớ các clip trước mình hướng dẫn chưa? Đấy, ấn vào đây. FRP, đóng cái quảng cáo này. Đấy, xong nó có cái mục setting này, open setting app. Đấy, thế là vào được setting app rồi. Còn lại thì làm y như những cái clip kia. Có gì anh em cứ alo mình nhé. 083 868 7997.